Xin chào tất cả quý vị khán giả. Đại Nghĩa rất vui khi gặp lại quý vị khán giả trong chương trình hôm nay. Chương trình Sau Hai Chữ phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng với những đồ chơi đi giải mã những cái câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát quen thuộc của chúng ta. Khó một cái là những câu này luôn luôn nó được ẩn dưới những cái mã số, những cái ký tự, và người chơi sẽ phải đoán xem đó là những câu ca dao nào và phải đoán chính xác không sai một từ. Là thưa quý vị, bởi vì với ca dao Việt Nam sẽ có những dị bản, người chơi có thể đưa ra những cái câu không sai đúng đó nhưng mà nó không trùng khớp với đáp án của chương trình, cho nên là yêu cầu người chơi sẽ phải thật chính xác trong từng câu, từng từ của những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với bốn người chơi của ngày hôm nay xem họ là ai nha. Xin mời. Đây, bốn người chơi của ngày hôm nay. Kế bên Đại Nghĩa là một cái người mà đã quá quen rồi nha. À, Bình Luân. Vâng, lần đầu tiên cho Bình Luân xin được gửi lời chào trân trọng tất cả quý vị đang xem chương trình. Và xin chào MC Gặp Hoài, Đại Nghĩa. Anh cũng gặp người chơi là em Hoài nha. Tiếp theo, bé Giang My. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Giang My. Và hôm nay em rất là vui khi đồng hành cùng anh Minh Luân để tham gia chương trình Sau Hai Chữ. Đồng hành cùng anh Minh Luân chắc gì. Hai anh em được đồng hành cùng nhau, mọi cái nó vẫn còn ở phía trước. Còn đứng bên cạnh Đại Nghĩa đây, cô bé hát hay lộng lẫy quý vị ơi, quán quân luôn quý vị ơi. Mà bây giờ ít thấy xuất hiện quá, tại sao vậy hả Thảo My? Như em có chia sẻ rồi ạ, là khoảng 2 năm rồi em mới comeback. Với một MV lại quay trở lại lần vừa rồi. Thì tại vì em cũng phải dành một khoảng thời gian để thực sự là suy nghĩ xem là mình muốn cái gì và cái định hướng của mình trong âm nhạc như thế nào. Bởi vì cái hồi mà bé Thảo My được quán quân đúng quý vị, mới có 17 tuổi à. 16 tuổi à. Còn nhỏ quá dạ. Để gọi là mình đủ cái sự chín chắn trong cái định hướng về con đường âm nhạc của mình. Nhưng mà bây giờ thì mình đã khác rồi. Em định rằng con đường âm nhạc của mình sắp tới nó sẽ đi như thế nào? Bây giờ em sẽ theo một cái hướng mới hơn một chút, đó là R&B ạ. R&B. Dạ. Và cái hình ảnh của em sẽ, em cũng mong muốn là mọi người sẽ đón nhận một hình ảnh Vũ Thảo My kiểu trưởng thành hơn. Dạ. Mọi người sẽ chờ đợi em nha. Tiếp theo, Hoàng Dương. Dạ, xin chào mọi người, mình là Đỗ Hoàng Dương và mình đang là ca sĩ. Và mình rất là vui ngày hôm nay được có mặt ở đây cùng với tất cả mọi người để tham gia một chương trình vui như thế này. Có một cái trò chơi, một cái thử thách đầu tiên. Nếu như ai là người chiến thắng thử thách này thì người đó sẽ được quyền lựa chọn đồng đội cho mình. Trò chơi dân gian quen thuộc kéo cưa lừa xẻ. Đây, trò này chúng ta không cần phải dùng sức mà chúng ta phải dùng trí. Đấy, hai người sẽ lần lượt bước lên và cầm hai sợi dây căng cho cây cờ nó đứng như thế này. Sau đó sẽ một bài nhạc cất lên, các bạn chỉ cần cứ nhẹ nhàng đưa qua, kéo lại, kéo qua, kéo lại vậy thôi. Và bài nhạc nó sẽ kết thúc một cách đột ngột. Lúc đó cây cờ nó nghiêng về phía bên người nào thì người đó giành chiến thắng. Chỉ vậy thôi, trời, đơn giản thôi như anh. Đang giỡn. Mời hai gái đẹp bước lên. Giang My, Thảo My. Đây, coi như anh là cái tâm điểm ở đây nha. Dạ. Sau khi bài nhạc kết thúc đột ngột, nếu như cái lá cờ nó nghiêng về phía bên nào thì bên đó giành chiến thắng. Âm nhạc. Đưa lại hả? Ở chỗ mất cười quá ha. Cái cờ nó đang nghiêng về phía Giang My. Trời, đơn giản, em chiến thắng trong tích. Trời ơi. Ủa sao nó đơn giản vậy? Lần đầu tiên em thắng một cách dễ dàng như vậy luôn á. Minh Luân và Hoàng Dương. Còn hai người rồi, nữa. Hai em gái lùi ra. Dạ. Minh Luân, Hoàng Dương vô. Và bây giờ cái luật nó khó hơn, nó hiểm hóc hơn. Khi bài nhạc kết thúc một cách đột ngột, lá cờ nó nghiêng về phía bên nào là mình đã thua. Vậy ạ, ok ạ. Nó ngược lại vậy đó. Ngược lại giờ nãy. Âm nhạc bắt đầu. Ôi, trận đấu mạnh mẽ quá. Giữ thăng bằng lại. Thật ngã nhá. Ngã luôn. Đơn giản quá mà. Nè, nói gì nó luôn, nó chỉ luôn nè, em thấy không? Nó cờ nó chỉ em kêu em thua đó. Thì người thắng người thua, quệ gì mà đâu đứng đó thôi đúng không em? Quệ gì mà quệ. Em thua đi ra, không có được quyền nói gì trơn trọi ra. My với Dương. Ủa em thua hả? Dạ. Rồi em đi ra luôn. Hai người thắng lên đây. Dạ. Giang My với là Dương. Ủa nữa hả? Vậy thì hai người này thi trận cuối cùng, ai thắng được thì đồng đội. Cái game này mình chơi vậy thôi hả? Game mình vậy thôi anh. Vậy thôi, rất đơn giản. Vậy hả? Rồi, vậy lãnh cái chuyện sướng vậy. Thành ơi. Bắt đầu. Cái cờ nghiêng về phía người nào người đó thua nha. Vậy hả? Thôi chào mày vào bên chị đi. Cái bài này. Em tới Dương.
Cái cờ nó nghiêng qua phía bên em đó thấy không? Ủa em giỏi quá My ơi. Em xui cái lời quá. Dạ thưa quý vị, sau cái trò chơi trí tuệ vừa rồi. Trí tuệ đó. Trò chơi trí tuệ em. Trời ơi, nãy giờ suy nghĩ muốn chết luôn á. Mới kéo được qua bên kia hả? Em mới thể chất quá trời luôn á. Em được quyền chọn đội, bây giờ em cầm cái cờ này nè. Đây. Bây giờ ha, ba cái con người này là em thích chọn ai vào đội của mình, em cầm cái cờ em chỉ người đó cho anh. Trời, hôm nay em quyền lực quá à. Lần đầu tiên cảm giác quyền lực vậy luôn á. Các em hãy nói lên thế mạnh của mình để cho Giang Huy lựa chọn. Hoàng Dương trước. Dạ, thế mạnh của em ấy, thì mọi người cũng có thể nhìn thấy ở trong khu vực này thì ai là cái người mà trẻ nhất và gọi là năng suất nhất và mặt năng suất lao động của em láng nhất là dạ vâng mặt láng nhất hả? Dạ đó. Nó không có nói lên được điều gì hết. À, đúng rồi. Không, đây cho em giải thích, tại vì khi lên hình á anh là trong một khung hình nó sẽ cân đối hơn và mình cũng sẽ được không mấy anh đạo diễn này anh giỏi lắm, anh về cà mặt hết. À không. Mi à, anh giống như một cái người trí tuệ. À. Người từng trải, có sức khỏe. Ủa em ơi chơi chương trình này hình như là khỏe lắm. Không thật ra là mình cũng phải cần sức khỏe để mình duy trì cái thể lực mình, sức mạnh của mình dẻo dai rồi hay không? À. Đó. Vậy nếu em muốn có sức khỏe chỉ là cái chuyện mà dẻo dai thôi thì em chọn Minh Luân. Còn em thích mặt láng lên hình đẹp chọn Hoàng Dương. Còn Thảo My em nói lý do xem. Thực sự là đến chương trình em thì em nghĩ thế mạnh của em là em hát giỏi. Hay quá. Hay mà không liên quan luôn. Rồi cho nên mình đây là em chọn ai? Thôi nói chung là em chọn anh Minh Luân luôn. Trời ơi. Không phải, tại vì hai anh em cũng nói chung đã từng mà. Không cần giải thích em, chỉ cần ánh mắt là kệ, đứng kế Minh Luân đi. Người ta thấy mình trẻ, em hiểu không? Ừ, đứng kế Hoàng Dương với là bé Thảo My. Vậy em cảm giác như là em già đi á, là em buồn lắm. Không, em đứng một người già thì mình mới thấy mình trẻ hơn. Đúng rồi, anh nói câu này đúng. Đứng một người trẻ thì tự nhiên thấy anh già. Hên quá là em không được đứng kế anh. Sao, tên gì? Thôi cho anh đặt tên á. Nghe là bên kia trẻ lắm, tuổi mới lớn nó xài lắm luôn. Anh kệ người ta đi, giờ ta đặt tuổi rất lớn đi, tuổi rất lớn, tuổi mới lớn, rồi tuổi rất lớn. Ủa gì vậy? Tuổi mới lớn mà. Tuổi mới lớn, tuổi mới lớn, tuổi rất lớn em mà. Tuổi mới lớn, rất lớn ạ. Mới lớn, mới lớn, rất lớn ạ. Tuổi mới lớn ạ. À. Tuổi rất lớn. Tuổi mộng mơ đi. Tuổi mộng mơ. Đó. Không, bọn em thì ai cũng trẻ tuổi nên là không thể để lấy tên rất lớn được. Tuổi mộng mơ. Dạ, tuổi mộng mơ. Bên đây. Dạ, tuổi mới lớn. Tuổi mới lớn. Vẫn giữ quan điểm là tuổi mới lớn. Vâng, rồi. Mời hai tuổi về vị trí. Với hai đội tuổi mới lớn và tuổi mộng mơ, hôm nay chúng ta sẽ có một cái tiết học, học văn, học ca dao Việt Nam cũng như là những câu thơ lục bát. Các em sẽ phải đoán những câu ca dao hoặc là câu thơ nó hiển thị trên màn hình. Và trước tiên anh sẽ tặng cho mỗi đội 20 triệu đồng. Thôi, chưa chơi cho được 20 triệu. Cho tiền làm vốn để mình gầy dựng sự nghiệp ở đây nè. Và để đoán được cái câu ca dao đó, chúng ta cần phải có một bài gợi ý bằng một vài từ. Các em sẽ được quyền mua 3 ô trong một lượt. Một lượt mình mua tối đa là 3 ô. Mở cái ô lên, mình coi đó là từ gì thì mình mới đoán được câu ca dao này chứ. Và mua thì đương nhiên phải trả tiền. Khi các em đã có được những câu chữ kèm với cái lời gợi ý của anh nữa thì các em sẽ chạy nhanh lên, lấy cái dùi quánh vô cái chiên, pan một cái, mua quyền trả lời. Và ở đây có hai cái bảng, đó là những cái bảng quyền trợ giúp nếu như các em muốn sử dụng nó. Quyền đầu tiên đó là quyền mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai đó là quyền trả lời miễn phí. Quyền thứ ba đó là quyền cấp vốn. Chẳng hạn như chúng ta đi đến vòng 2 mà sự nghiệp của chúng ta coi bộ bấp bênh quá, không còn bao nhiêu tiền, hãy giơ cái bảng lên, anh sẽ cấp vốn cho các em nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của Sao Hay Chữ. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vòng 1. Vòng này có tên là vòng khởi động. Vòng 1 khởi động. Vòng 1 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 500.000 đồng. Sau gợi ý, mỗi đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 1 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 10 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Có 3 câu ca dao. Câu số 1, mời ô chữ. Tất cả là 14 ô chữ ha. Mình được mua 3 ô, muốn mua ô nào? Em chọn trước đi. A1. Hả? Một cái giữa vậy nè, hai cái dưới đây nè, mình đoán được. Đâu, em nghĩ là cái câu đầu với cái câu cuối nên mình sẽ dễ đoán. Thôi chọn đại đi em ơi, đó. Tới 3 ô nữa mà. Thì đó, còn 2 ô còn lại. Vậy
A1 nè, A3. Ở dưới thôi. Được, vậy thì B5. B5 à. A1, A6. A1, A6, B5. Bên đây, mua ô nào? A3. A3, bên kia là B5 đúng không ạ? Ừ. B5 thì chắc là B3 ha. B3, B7. Và A3, B3, A3, B3, B7. Dạ. Rồi, bây giờ anh sẽ đọc gợi ý đây. Câu ca dao so sánh tình bạn cao đẹp hơn những giá trị vật chất, có nhắc tới một loại trang sức rất quý. Mở ô chữ. Ok rồi. Ai biết lên đánh chiến. Đây. Nhanh. Sao Dương đọc thử. Đã. Xem. Sống trong bể bạc kim cương không bằng sống giữa tình thương bạn bè. Trời ơi. Chốt chưa? Hay quá vậy. Chốt rồi phải không? Dạ. Đây là đáp án. Thay. Em mới đọc gì? Sống trong gì? Để em biết thay rồi. Thôi, đừng đọc. Sống trong bể biển kim cương hả? Bể biển hả? Bể biển kim cương hả? Đoán vậy thôi đó, không biết đúng không? Biển là thấy sai rồi đó. Gì sống trong bể bể. Bể không thì phải bằng bể biển chứ. Sống với tình thương bạn bè không bằng sống với tình thương bạn bè là câu dưới đúng rồi đó. Giờ sống sao đánh chiên không? Trả lời không? Bể nước hả? Gì bể nước? Nè, nghe lại gợi ý nè. Rồi. Câu ca dao so sánh tình bạn cao đẹp hơn những giá trị vật chất, có nhắc tới một loại trang sức rất quý. Trang sức Kim cương. Sống trong bể biển luôn đi. Bể biển kim cương. Không bằng sống với tình thương mà sao giống nhớ cái câu kia vậy? Có đáp án hay không? Thôi cứ trả lời đại đi chứ biết sao vậy. Cút luôn đi. Ừ. 1 triệu. Gì? Thì quánh cái 1 triệu đó. Trừ thẳng vậy luôn hả? Trừ liền lập tức. Ê. Hồi nãy trước khi em lên đánh anh không nhắc đi. Trời ơi, nhắc làm sao em dám đánh. Em biển ha, bể biển ha. Thì đọc nè. Sống trong bể biển kim cương. Không bằng sống với tình thương bạn bè. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án. Sai luôn. Cái gì? Có gì không? Dạ. Rồi, lên cánh chiên sẽ thử. Trời ơi. Lấy thêm 1 triệu nữa. Sống trong bể bạc kim cương chẳng bằng sống giữa tình thương bạn bè. Sống trong bể bạc kim cương chẳng bằng sống giữa tình thương bạn bè. Chốt không? Dạ chốt. Đây là đáp án. Không chính xác. Mua luôn đi. Em mua luôn. Nè, nó nghe nè, hồi nãy đầu tiên lúc mà Dương đọc á, hình như sai có 1 từ một à. Bây giờ sau khi đọc lại sai tới 2-3 từ lận. Ồ. Em mua đi. Miễn phí luôn hả? Ủa, mới có câu đầu tiên của vòng 1 mà mua miễn phí rồi hả? Ê, mình bây giờ mình tận dụng. Đừng, bây giờ vậy. Nếu cả hai đội không có đáp án, anh sẽ mở ra một cái lượt mua mới. À, kìa. Mỗi nhà lại có thể mua thêm 3 ô hoặc 2 ô hoặc 1 ô tùy ý. Tức là cái ô nào mình nghi ngờ nhất, mình có quyền mình mua cái ô đó. À, dạ. Rồi, lượt mua bán thứ hai. Bên đây, muốn mua ô nào? Cho em mua B6 đi ạ. Trời ơi, cái B6. À đấy, thôi từ từ em. Không, em phải nói. Em mua rồi thôi. Không chứ. Nha, không mua nha. Mua rồi thôi chứ. Không, đáp là new mua đâu. Em chỉ bảo là em định mua B6. Mua B6. Không có chỉ định. Tôi đã bảo. Không có chỉ định rõ ràng. Không phải. Không phải, tại vì biết sao không? Tại vì lúc em nào chưa định thì tự nhiên mic nói một cái. Sao mua nào? Mình mua 3 ô được mà. 3 ô nhiều tiền quá. Ừ. Thôi qua đây đi, em mua nè anh Nghĩa. Đầu tư nhiều rồi cho nên là giờ mình cần phải làm cho tới luôn. Ba ô lấy là B1. Từ bình tĩnh. B1 ha. Ừ, B1. B6. Dạ. Không B6 không. À. Đó không hả? B1. B1 hay A4 không? A5 không? A4. A2 không hay là B4? Một là A2 hay B4? Thôi chị chọn đi, cái này chị chọn, em chọn B1. B4 đi ạ. B4. Rồi. Bên đây. A4 hả? A4 hay này cái chữ biển của em nè. Em muốn coi thử nó có đúng không chữ biển. Mua cái A2. Cái A2 đi, tại vì cái 4 là lúc nãy mình định mua rồi, bây giờ người ta mua rồi. Ồ, mua rồi hả? Ừ. Dạ. Đó, câu dưới thì hình như là nó vô dần rồi đó. A2 đúng không? Ok, A2, dạ. Thêm mô nào nữa không? Có bên nào chạy nhanh hơn bên nào nè? Hết tiền, không còn gì chơi. Mày, để coi sức trẻ với sức ít trẻ, bên nào nhanh hơn? Mở ô chữ. Anh
ơi, anh ơi cái này nha. Anh ơi phải hiểu rồi. Đấy, đâu chương trình đâu có bắt không phải cầm cái cây đó đâu. Chương vậy cái tiếng chuông một cái bon thôi. Anh ta nói ngay từ đầu em phải lấy cây dùi, em quánh lên cái chiên mới được, đúng không? Em lấy cái tay đâu có được em. Thôi, em xuống đây, xuống đây. Em đọc chưa? Dương đọc nè. Alo. Sống trên bể ngọc kim cương không bằng sống giữa tình thương bạn bè. Chốt chưa? Dạ chốt. Chắc chưa? Chắc. Chốt và chắc à. Chết rồi. Nãy giờ nhà này đầu tư cũng khá nhiều. Dạ. Hai lượt đánh chuông trước, thêm lượt nữa là ba lượt, là hết 3 triệu rồi. Rồi đầu tư mớ kia nữa. Bây giờ mà thua một cái chắc cục vốn quá. Anh ơi run quá này. Run thiệt. Đây là đáp án chính xác. Yeah. 10 triệu dành cho đội tuổi mộng mơ. Sống trên bể ngọc kim cương không bằng sống giữa tình thương bạn bè. Cái câu này mình hồi xưa đi học á, lúc mà cái chuẩn bị vào mùa hè đó, viết lưu bút á, hay viết cái câu này tặng cho bạn lắm. Và cũng có những cái gì bản là sống trong bể ngọc nữa, chứ không phải là trên không. Tại vì là em hay đeo bạc á, em không có đeo ngọc bao giờ nên vậy là hả? Dạ đó. Tài năng lắm, bây giờ người ta đúng mà, người ta nói gì cũng được hết trơn. Người ta đã có cái số tiền đó rồi, người ta bây giờ đầu tư lớn hơn, giờ mình phải được kiếm làm sao. Rồi. Mình đầu tư cũng khá nhiều mà không thu lại được đồng nào ở trơn trọi nha. Câu thứ hai mà tiếp tục vậy là phá sản sớm nha. Tại vì bây giờ mình lớn, mình phải nhường em Út trước chứ phải chậm lại hả? Không phải, tại vì ngay lúc đầu là nó phải cầm cái dùi đi, là em đâu có đau tay. Thôi em ơi, người ta đã nói nghe từ đầu rồi. Anh nói sao? Ha, khi các em biết đáp án rồi, chạy lên lấy cái dùi, quánh vô cái chiên. Chứ anh đâu có nói câu chạy lên lấy cái cườm tay quánh vô cái chiên. Tại vì sao nó nghe tiếng thôi. Tại vì là nó nghe tiếng thôi đúng không em? Anh ạ, tại vì là tuổi mới lớn nên là nhiều khi người ta nhiều quên quê đó anh. Nên là thôi có gì bỏ qua cho anh ý. Ôi đau. Đau chứ. Câu số 2 ráng lấy lại những gì đã mất nè. Mời ô chữ. Cho chọn trước đó. Giờ chưa có gợi ý thì chọn cái nào cũng được. Thì gọi chọn đi. Em chọn trước. Em vẫn chọn y như vậy. A1 B. Em chọn gì đòi xui lắm đó nha. Biết đâu lần này hơn thì sao. Đổi A1 B4 A6. A1 B4 A6. Chọn đi em. Sao em? Chọn giải rác cơ. A6. Em chọn là A3 B2 và B8 đi. A3 B2 B8. B8. Gợi ý. Câu ca dao nói về cách ứng xử của người đời giữa hai thái cực thương ghét, có nhắc đến một loại vải. Mở ô chữ. Rồi. Trời, đúng là em chọn có mấy chữ. Yêu nhau thờ. Ok. Sao? Bên kia cái nó lớn lên. Em cứ đọc lên em. Em nghĩ gì em đọc lên. Xé cái gì trời. Xé áo. À, anh nói cái câu y chang như cái câu đầu tiên. Mà yêu nhau ta xé áo nhau chi luôn. Chứ giờ yêu rồi chứ gì đến giữa tới chứ xé. Thì bây giờ em đoán đi. Nếu các em không đoán được thì mình mở lượt mua bán thứ hai. Em nghĩ là phải mua thêm. Mua thêm mới đoán được. Dạ. Mua lần thứ hai. Tôi mộng mơ. Mua gì? A4 đi. A4 B3. A4 B3. B6. Dạ. B6. Thế thì mình A5. B5. A5. B5. B7 luôn. Hay là hai cái thôi. B3. Ủa B3 mình kia mua chưa mua không? À B3 mua rồi phải không? Mua rồi. Vậy mua 2 ô thôi. Thôi kệ nhà mình nghèo okay. Người ta. Thêm cái thêm. Thôi, 2 ô được rồi, hết tiền. Mở ô chữ, chuẩn bị. Chạy. Nhanh. Ủa rồi đáng được không mà chạy nhanh quá vậy anh? Thì bây giờ đánh trước đi, mình nhìn sao có gì đâu. Hay quá. Yêu nhau. Xé lụa. Mai quần. Ghét nhau, kể nợ, kể nần. Kể gì? Kể nần. Nhau ra. Đọc lại nguyên câu rồi chốt nè. Yêu nhau, xé lụa, mai quần. Ghét nhau, kể nợ, kể nần. Nhau ra. Chốt chưa? Chốt. Nghe hợp lý không? Hợp lý quá hợp lý rồi. Giống như là em biết trước cái câu trả lời luôn anh. Hai cái chữ nhau ra. Hả? Có cấn cấn gì không? Đúng rồi, nhau ra chứ là bây giờ còn từ nào nữa không? Tại sao lại là nhau ra ạ? Kể nợ, kể nần. Đấy. Ghét nhau thì dưới đây phải là chữ nhau. Đúng không em? Đúng không? Ghét nhau kể nợ. Anh ơi cẩn thận nha. Mình mẫn lên nha. Thôi thì chốt. Đây là đáp án. Em biết rồi em. Thôi hợp quá. Chính xác. Yeah. Nhưng mà mới nãy 2 ô đúng rồi. Nhưng mà nãy nếu em chọn người ta chạy không lại anh. Có nghĩa là ta đánh sau. Em chọn anh là được chính xác. Còn nhiều vòng lắm. Không mấy cái vòng sau cũng vậy thôi. Tại vì anh chân dài nè. Chạy rất lẹ nè. Em tin anh. Cố lên. Rồi cố lên.
Rồi, coi như thắng đường câu nói quá trời nói. Nói ràng, người thắng nói gì cũng đúng hết trơn á. Câu số 3 đây, nãy giờ coi như là hai câu đầu là mỗi nhà thắng câu rồi đúng không? Để coi câu số 3 nhà nào thắng nè. Mời ô chữ. Ta, đội tôi mộng mơ, mua gì Thảo My? Em sẽ chọn A1 hả? À, thôi không đấy. Sao? Thôi, chị chọn đi. A2 B4, B8 ạ. A2, B4, B8. Sao bên đây? Em vẫn... A4. Ủa mới nãy bên kia chọn A2, B4, B8. Người ta chọn bên đó. Mình là... A1. A1, chữ đầu khỏi cần nói, chữ đầu dễ lắm. Bây giờ mình nè, cái chữ A5. Rồi, ok, hoặc anh chọn luôn đi. B3, A5 hoặc là B2, dạ. B6. Dạ. Rồi, cái nào? Rồi, 5. A5, B2, B6. B6. Rồi, A5, B2, B6. Gợi ý. Mời mọi người nghe bài hát sau đây. Vừa rồi chúng ta nghe một đoạn hát của quan họ Bắc Ninh, cái bài Còn Duyên. Câu ca dao này nó cũng chính là lời của cái bài hát mà chúng ta vừa nghe. Mở ô chữ. Chạy nè. Chạy. Ủa không ai chạy. Cái câu này đơn giản mà ta. Duyên người. Tưởng câu này dễ mà lại mọi người gặp gần. Đánh. Ghê vậy anh luôn. Đánh. Như vậy. Dùng quyền gì? Quyền gì? Mở chi. Hả? Ở giờ mình chưa, mình còn nhiều tiền mà đúng không? Còn nhiều tiền mà. Còn nhiều tiền đúng không? Em làm anh rối quá thiệt lúc nãy á. Ôi nãy giờ em không có làm gì luôn. Bật cái bài hát lên đấy, em suy nghĩ như gì, em giống như em thưởng thức ca nhạc vậy đó thiệt. Sao? Sao? Làm chuyện không? Ê suy nghĩ đi, đừng có cãi nhau nữa. Người ta suy nghĩ kìa. Ở câu này quen mà ta. Đâu bên này cũng không có suy nghĩ đâu trời. Chắc là mua thêm á. Sao? Em trao mua. Vậy là mở lượt mua bán thứ hai nha. Giờ bên đây mình muốn mua ô nào? A3. B3 luôn. Mới có tiền mà gia đình có điều kiện mà, yên tâm đi. A3, B3. Nhưng mà anh có biết chắc là con này trả lời được không? Lỡ mua hết luôn đi. Tiền mua bao đi. Mua hết luôn hả? Không. B7 đi. B7. A3, B3, B7. Bên đây. Em chọn B3 đi. B3 bên kia mua rồi. A3 không phải à? Thế gì ta? B5 nè. B5 là bên chị chưa mua. Chưa, B5, okay, A6 em mua B5. B5, A6 không? À rồi không ạ, B5 thôi. Thảo My sao nó keo vậy Thảo My? Không phải. A6 luôn đi. Thầy chậm thì cũng thế à. Sao một ô thì thôi A6 quan trọng lắm đó. Rồi chuẩn bị. Mở ô chữ. Mở kìa. Khỏi coi. Đánh trước thì coi sao. Trời ơi. Hả? Liều gì? Đọc đi. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa. Mặt lòng. Chốt chưa? rồi chốt. Còn duyên kẻ đó người đưa, hết duyên đi sớm về trưa. Mặt lòng. Hết cơ hội rồi em. Anh ơi. Em hết cơ hội rồi. Đây là đáp án. Chính xác. Nghĩa ơi. Anh Nghĩa. Vậy anh Nghĩa. Sao vậy? Vậy? Đây là đáp án không sai nha. Trời ơi. Dạ. Em tính làm gì vậy? Em tưởng người đây phải là kẻ đưa người đón chứ nhở? Ủa em nghĩ sao vậy em? Trời ơi, hay quá vậy. Cái chữ trưa nằm đây thì sao mà kia đón nằm đây được? Còn em thì em lại nghĩ là đưa người đón. Hữu duyên kẻ đón người đưa. Vô duyên đi sớm về trưa. Là nghĩ cái từ hát Việt đúng không? Dạ đúng rồi. Nè, giờ hát thử coi. Hát thử coi. Bây giờ nếu em hát là còn duyên kẻ đưa người đón, có nó vô dần không? Có à. Còn duyên kẻ đưa người đón, thế duyên đi sớm về trưa mặc lòng. Trời tưởng mà dễ sợ. Em hát cái chuyện bolero em còn. Nào đây đây. Là duyên kẻ đón người đưa, hết duyên là duyên đi sớm à? Về trưa. Oh my god. Em ơi lục bát em. Lục bát vần 6-8 nhớ không? Dạ. Nó hiện ra cái chữ trưa rồi thì đây phải đưa chứ. Không, tại vì là em trong đầu em nó hơi tăng tempo hơn lên. Là em đang không đánh chiên. Em đánh chiên là em tốn thêm em, điệu nữa. Em rồi. Mi bây giờ em hát theo cái kiểu bolero coi. Hả? Hát thử coi Mi. Trời sao em biết hát kiểu giống này. Giống như kiểu phần là con gái. Gì vậy?
còn duyên. Được, cái bài này hát như cái giai điệu bài còn duyên hay quan họ đó. Cái chữ còn, nghĩa là nó sai. Còn duyên là duyên kẻ đón đón người đưa. Đấy, mưa chữ những cái tội tuổi mới lớn. Tuổi gì cũng phải tội nha. Tuổi mới lớn. Tuổi mới lớn. Lớn. Rồi, được rồi, mình đã đi qua ba câu. Mình coi coi tiền thử mình giờ có nhiêu nè. Tuổi mới lớn, 29.500.000. Trời ơi. Thường thôi, thường thôi. Tuổi mộng mơ, 19 triệu. Nhưng mà thăm vốn hết 1 triệu rồi nghe em. Thay quá rồi, cái cuối em may mà em keo đó nha. Chứ không phải em mà cũng xin chơi success đấy. Nhưng qua vòng 2 không đơn giản như vừa rồi đâu. Chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ đến với vòng 2 của Sao Hay Chữ. Chào đón quý vị đến với vòng 2 của Sao Hay Chữ. Vòng này có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Vòng 2 Ô Chữ Độc Quyền. Vòng 2 có 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội được mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 1 triệu đồng. Đội chơi chỉ được thấy ô chữ mình đã mua. Hai đội được quyền mua bán ô chữ của nhau. Sau gợi ý, đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 2 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Sau vòng này, đội nào còn tổng số tiền cao hơn sẽ chiến thắng bước vào vòng 3. Câu số 1, mời ô chữ. Bên thua, anh ưu tiên cho chọn lô đất trước. Em muốn chọn lô nào? Cho em A2. Chọn cái lô nào mà nó mang tính chiến lược. Chiến lược ạ? À? Đến hơi mình cái gì mình bán lại cho bên kia. À, đó. Thì vâng, thế thì thôi cho em A6, B6. Còn một ô nữa. Và B3 đi ạ. B3, A6, B6. Thảo My đồng ý không em? Dạ, em đồng ý. Sao cái chuyện mua bán mà em để cho B3, làm B3, mọi người quyết định. Rồi, bên đây, mình mua lô đất nào? Nãy em muốn chọn hai cái ô này. Cái đó là chỉ cần dỡ cái A2 thôi là biết rồi. Dễ gì mà không cần phải nhìn cái đầu. Không hề em... nha. A2. Em lại muốn A1. Ok, đó. A2. A2. A4. A4. B8. Cái câu sao không lấy cái câu đầu tiên nữa coi nó là gì? Không. Không chịu. Em câu này khó nha, không dễ đâu. Em nói A1 mà không chịu. Câu này thôi khó. Cái A24 đi. A24 đi. A24. Ủa rồi. Nhưng mà thêm một ô nữa chứ, mình mua A ô mà. B2. Cũng được. Okay. B2. Nào đọc lại. A2, A4, B2. Ok. Gợi ý. Câu ca dao khuyên ta cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh làm tổn thương người khác, có nhắc đến một dụng cụ câu cá. Mở ô chữ. Một sự im lặng đáng sợ. Sao, có muốn mua miễn phí không? Ai giơ lên trước, anh mời người đó mua trước. Mời Thảo My. Bọn em sẽ mua ô A3. Ô A3, mở. Miễn phí. Ôi trời. Trời ơi. Bên đây có muốn mua không? Em mua miễn phí đi. Không? Nhưng mà có gì sai mà mình mua miễn phí kìa. Mua miễn phí không? Ừ. Em chọn đi. Em chọn A1. Mua chữ miễn phí. Dạ. A1. A1. Mở. Thấy chưa, không mở sao biết được. Thấy không? Đương nhiên rồi, không đỡ sao biết. Trời em tài năng quá à, thiệt luôn. Nói nghe nè, bây giờ ở đây câu 1 nè, mình có hai cái A1, A2 và A4 đúng không? Mua cái A3 của bên kia đi. A6 cũng được. A6 hoặc B6. Đó. A6 hoặc B6. Bên kia, lô A6, B6 bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Bên kia là bao nhiêu tiền nhỉ? Đừng tính toán, mệt. Bao nhiêu tiền nhỉ? Bao nhiêu bán được bán. Mua 2 đúng không ạ? Mua 2 ô đó. Thôi em lấy giá gốc thôi. 1 triệu một đô. Ừ. Trời ơi em ơi. Sao mình lại lấy giá gốc, mình phải lấy hơn chứ. Thôi em người ơi, ta nói rồi em trời ơi. Em mua từ thôi, chủ đầu tư giá đó. Đúng rồi, em mình bán mình phải có lời. Thì phải có lời chứ. À, phải có lời. À, thì em tại vì là thấy anh ấy bảo là phải người lớn thì. Mà nè, A6, B6 là những cái từ mà gọi là chiến lược đúng không? Dạ. Bán mắt lên cho anh. Ừ. Đúng không? Giống như nhà mở ngay trung tâm mà tiền thì nó bán giá khác chứ. Tiền là còn quận nhất chứ, chị phải. Đúng rồi, quận nhất nhà chị phải. Chị phải 3 triệu một ô. 3 triệu một ô.
Hai ô là 6 triệu. Thấy chua, mắc quá à mẹ. Nhiều tiền mà lại sợ mắc. Không mắc đâu em ạ. Hai ô 6 triệu là cái giá bèo bọt nhất ở cái sàn giao dịch này rồi đó em ạ. Thôi vậy mình mua 1 ô thôi. 2 ô đi. Làm luôn đi em. Mọi người ơi, thật ra là mua 2 ô thì sẽ được combo giá đó. Còn nếu như mọi người mua 1 ô thì em sẽ có giá khác nha. Đúng rồi. Trời ơi, dễ sợ. Mua sỉ giá khác cho em, mua lẻ giá khác. Bây giờ em cần những cái gì nó to tát hơn hay là những cái 6 triệu đơn giản đó? Rồi to. To, rồi không tự tin như vậy. To. To. Tiếc chứ bộ. Tiếc. 6 triệu luôn đó. 6 triệu, đồng ý mua không? Rồi. Rồi, giao dịch thành công, bán. Bên đó đóng lại, nhớ cái từ đó nha. Dạ. Bên này mở ra. Không mua lấy gì mà đoán ra. Bên em muốn mua không? Bán rẻ ra cho. Rồi vừa bán rồi chẳng lẽ rồi lại mua tiếp à? Mà bên kia có mua không? Bên kia có mua không? Đang thảo luận với nhau. Mong mơ. Đang mơ thật luôn rồi đấy ạ. Đang mơ. Bán được. Rồi mua ít ra phải mua 2 ô nữa. Thì mình mới đoán được. Cho em mua đi. Chị nhớ được 2 cái này rồi đúng không? Ừ. Rồi. Đừng có đọc ra trời. Chưa đọc. Tôi nhận thấy mồm mở một cái. Thôi A1 ra 2 ha. Mua A1 A2. A1 A2 là mình mua lại ở bên kia hả? Không mà cho em thương đợi, cho em hỏi giá trước. Tại nhìn mặt bên đó có vẻ. Bên kia bán sao? Hiền hòa lắm. Mình bán lại 2 cái đó 7 triệu thôi em. Lời 1 triệu cũng được rồi. Lời 1 triệu ạ? Lời 1 triệu đúng rồi, mua đi bán lại là vậy đó em ơi. Không mua cũng không sao không? Nếu như mà... Không mua cũng không sao. À không, tại vì biết sao? Tại vì bọn em mộng mơ, bọn em trẻ á. Bọn em lợi thế trẻ hơn em, bọn em hết mình mà. Cũng không có mua vấn đề gì cả, trải nghiệm mà. A1, A2 em mua 7 triệu. 7 triệu bán luôn. Mở ô bên đây. Rồi. Thấy không? Đá đồng tiền đúng không? À, mua đá đồng tiền. Dạ. Đúng anh ạ. Đúng. Không mua sao mà đoán. Thôi bây giờ thế này. Nếu như các bạn vẫn chưa có đáp án, anh sẽ mở lượt mua bán thứ hai với giá gốc từ chủ đầu tư. Đồng ý không? Dạ. Mua lô nào? Chọn đi. A5. B4. B4. Dạ. Để bao lại muốn mua ấy. Từ từ. Rồi ok, B7. A5, B4, B7. B7. Ui, anh mua A5 rồi. Mình sao nè? Em sẽ mua B1. Em mua B1 thôi. Dạ. Một ô B1 thôi đúng không? Mở ô chữ. Đó. Đoán ra chưa? Hai cái này để mình nhớ không? Dạ nhớ. Cách cốt ghi tâm rồi. Ừ. Sao bên kia muốn mua gì? Em muốn mua lại A5. A5 bán không? A5 5 triệu thôi. Vâng, mua không? Okay. Mua luôn hả? Dạ, mua luôn. Ôi, thật là hào phóng. Giao dịch nhanh chóng. Bán. Đóng bên đây. Chạy lên. Mở bên kia. Nhìn nó chữ xong nó lên. Nhanh lên. Dùng quyền trả lời miễn phí. Ok. Dạ. Mà lên mà đánh dùng tôi. Đánh đi. Không tính tiền. Rồi. Nè bên kia chui. Khoan. Bên kia chui lắng nghe. Dạ. Họ sẽ đọc và chúng ta sẽ nghe luôn cả những cái từ mà họ đã mua rồi đó. Dạ. Em xin trả lời câu này là kim vàng ai nỡ uốn câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Chốt chưa? Em nghĩ là chốt ạ. Chốt. Và đây là đáp án chính xác. Cái câu này mình đầu tư cũng khá nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Mình lấy lại được ngon lành luôn. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Kim vàng là cái gì các bạn biết không? Là cái kim bằng vàng á. Dạ. Ai nỡ đi uống làm cái cần câu, cái lưỡi câu làm gì nó uổng lắm. Thì người khôn ai nỡ nói nhau những cái lời mà không hay, những lời dạ. Khó nghe. Đó, ngon lành mang về 20 triệu. Lấy lại được những gì mình đã mất trước đó. Câu số 2, mời ô chữ. Mình mới thua cho nên mình được ưu tiên lựa chọn đất nền trước nè. Em chọn cho. Em chọn hay sai lắm. A1 A6, B6 A1, A6, B6 Còn em? Mình giải rác qua đi. A2 đi. Chị nghĩ là nếu mà một trong hai này thì sẽ dễ đoán hơn chứ. À, mình đâu được biết ba cái này đâu. Ừ, đúng rồi. A2 nè. Ừ. A2, B2 nè. A2, B2 với cả B5 này. Dạ, A2, B2, B5. A2, B2, B5. Gợi ý. Mời các em nghe một bài hát sau. Nghe bài hát nữa kìa. Nghe nữa hả? Ơi, nào có một miếng trầu cây hỡi chàng. Chàng ơi, chàng ơi. Nhớ đi coi thì biết đâu có trong lời bài hát là sao.
Đây là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Nụ Tầm Xuân. Câu lục bát này nó nói về một cái sự tiếc nuối muộn màng của một cái cặp đôi yêu nhau. Mở ô chữ. Nhìn đã biết mua rồi đây. Ừ, đúng rồi. Các em. Em ạ. Nếu không thì mở lượt tiếp theo nha. Dạ. Mua từ chủ đầu tư giá rẻ hơn. Ủa? Hả? Khoan. Bên kia đánh chiên kìa. Sao? Đúng rồi đó. Thôi mới biết đánh ba từ. Đúng rồi đó. Khoan đánh chắc lại cái. Yeah. Trời ơi, em hay quá. Em đánh dạ dạ không? Em đừng. Hả? Đừng cứ vội tại bên em kia đâu có làm gì đâu. Phí không? Nguyên miễn phí đi. Lỡ sai cái không có tốn tiền. Dạ, miễn phí chứ, miễn phí. Cơ bản lên. Nhưng mà em đứng đó sẵn nha. Có gì người ta chạy lên đắp liền nha. Trả lời miễn phí. Em dùng quyền trả lời miễn phí. Rồi, dạ. Đánh chiên. Không tính tiền. Đọc đi em. Dạ. Ê bên kia nghe cha. Mình nghe nha. Trời, cái này mà đọc sai một chữ cái là chết luôn á. Đâu có gì chết đâu, thua thôi. Thua thôi đâu. Ha. Ba đồng một miếng chầu cay, sao anh không hỏi những ngày còn không? Chốt chưa? Dạ. Lại nè. Ôi thiệt. Hồi hộp quá rồi, trời. Cái này nãy giờ mới trả lời luôn á, nên là hồi hộp lắm. Ba đồng. đừng có chọc em, để em bình tĩnh. Đọc cái này đọc lại sai thì chết luôn. Không có gì chết cho em. Thua. Mất tiền thôi. Ừ. Ba đồng một miếng chầu cay. Sao anh không hỏi những ngày còn không? Chốt không? Dạ chốt. Chốt. Đây là đáp án. Sai. Cái tội chen ngang người ta đang nghe bên kia. Lục đục người bố đang nghe. Này mình vẫn phải mua thêm chứ. Cho em mua thêm ạ. Bây giờ có đánh chiên hay không? Không phải không? Dạ vâng. Nếu như không đánh chiên thì mở lượt mua mới. Rồi. Từ nãy bên đây mua trước rồi thì bây giờ tới phiên em mua trước. Thôi em mua B3 đi. B3. Dạ. Ta B4 á. B4. Ok. Ấy, em bị sai chỗ đó rồi, em bị nhầm rồi. Bên đây. Em sẽ là A4. A4. A4 và không, em nghĩ A4 thôi là đủ. Đủ rồi phải không? Mua thêm không? Hay là mua B1 cho chắc không? B1 là nó mở mình cũng biết rồi. Ok. Mua chỉ cho nó phí, gia đình có điều kiện nhưng mình phải tiết kiệm. Ok dạ. Chú bị, con có chạy lên hay không này nha? Thôi chạy lên. Đứng bên trước đi. Đứng bên trước đi, bên kia mình đứng. Ê, ngồi xuống hết, ngồi xuống hết, không đứng. Quên, ngồi xuống hết. Để nay thêm toàn ngồi không mất. Giang My ngồi xuống luôn. Mở ô chữ. Thấy chưa? Trời ơi. Mi cô đấy, cô ngồi đấy cười. Ba đồng một mớ chầu cay. Sao anh không hỏi những ngày còn những ngày còn không? Ừ. Thảo My đọc lại một lần nữa đi để chốt. À, ba đồng một mớ chầu cay. Tới một mớ lần hả em? Dạ. Một thôi, một miếng thôi. Một miếng mới nghe đọc rồi sai. Thôi một miếng. Tại vì cái người ta mua người ta cố tình mớ để người ta mua rồi mà. Thôi một miếng chắc đi. Không không chắc thì cũng thế. Nếu bây giờ mình đọc thành miếng thì y chang cái câu bên kia đọc lúc đầu thì thua thì thôi. Y chang câu kia đọc lúc đầu, y chang câu đội bên kia đọc lúc đầu luôn, đúng không? Bây giờ mình phải đổi ba đồng một mớ tiếp chầu cay. Sao anh không hỏi những ngày còn không? Chốt không? Chốt. Thua thì thôi. Dạ. Đây là không biết nghe nghĩa nói kìa. Chị khóc hay chị cười vậy? Hả? Giang My ấy, chị khóc chị cười đấy. Biểu cảm của chị lạ lắm. Dạ. Biểu cảm không đoán được là cảm không xúc đoán gì được. Rồi anh Nghĩa hãy nói nhìn em. Mặt Minh Luân mà đoán. Đây là đáp án. Trả lời đi anh, hồi hộp quá. Chính xác. Trời ơi. Câu số 3, mời ô chữ. Đội em thua tiếp cho nên mình được quyền mua trước. Chọn đi em ơi. Như cũ. Là gì? A1, A6, B6. A1, A6, B6. Sao? Mộng mơ. A3, B3, B8. A3, B3, B8. Đọc đúng xin giúp em luôn. Vậy hả? Rồi, gợi ý.
Câu ca dao mượn hình ảnh một loài vật nhỏ bé để diễn tả trạng thái bế tắc loay hoay không lối thoát. Mở ô chữ. Sao, có ai muốn mua bán trao đổi gì không? Dạ, thế thì cho em mua A6 ạ. Bán nhiêu nè? Thôi mình bán 8,5 triệu đi em. Thôi vậy 9 triệu, 9 đi cho tròn. 9 triệu đi cho tròn. Ôi, tên cô ba xin lên là 9 triệu rồi. 9 triệu luôn. Giá sàn thường chị ơi. Một ô là 8 triệu. Chỉ tính rẻ thôi. Cho nên 9 triệu cũng không phải là giá mắc. Chị nhớ hộ em nha, kịch bản phim sắp tới là có cảnh em tát chị đấy nha. Nào, cho suy nghĩ lại nha. 9 triệu, ok không? Chết đấy, tình thế nguy hiểm đấy. Dạ, mua. Mua, bán. Bán nha. Bán. Ngon lành luôn. 9 triệu. Đóng bên đây lại. 9 triệu. Giao dịch thành công. Ủa, em có nhớ A6 là chữ gì không? Anh quên rồi. Em cũng đang gấp này, chắc là em mua B6 ạ. Mua B6 bao nhiêu? Mua B6. Hả? Mua B6. Ê, vậy mình tính gấp đôi đi chứ. Sao gấp đôi được? Trời ơi. Mua. Các cổ, các cổ. Em phải bán giá rẻ chứ. Em đã nói thì chị không nhớ kịch bản phim sắp tới. Ủa, bây giờ gì? Bên kia mua rồi thì bên đây phải mua lại rồi mới bán tiếp. Người ta đang muốn mua, bán người ta trước đi cái đã. Bán cái lỡ rồi người ta bán cái chữ này người ta lấy luôn, tôi biết luôn. Mình biết cái từ đó rồi còn gì? 10 triệu đi. Thôi được rồi. 10 triệu rẻ quá hả? Ôi, người ta đã mua coi như là khách hàng thân thiết rồi. Anh nghĩ là thôi bán cho người ta giá cũ đi, người số rẻ quá vậy. Thôi, vậy 9 triệu. 9 triệu à? Ừ. Cho em mua B6. 9 triệu, đồng ý, bán. Trời ơi, ngồi không có 18 triệu. Trời ơi, 18 triệu thôi mình về luôn đi em ơi. Ngồi không có 18 triệu, thấy không? Rồi, ok. Nếu các bạn không đoán được loài vật là con vật hay là một cái vật gì đó? Con vật, anh nói là một loài vật nhỏ bé mà. À, loài vật. Cái bàn, cái TV. Con vật, con gì nhỏ? Lượt bán thứ hai từ chủ đầu tư. Bên đây muốn mua ô nào? A2. A2. Mua thêm nữa không? Mua thêm nữa. Thì mình gia đình có điều kiện mà. B4. A4. B4 và A4. Rồi, bên đây. Thì cho em mua B1, B2, B5 đi ạ. B1, B2, B5. Mở ô chữ. Đó, nghe không? Ra không? Anh đặt niềm tin ở em đó nha. Sao? Ủa, ra nhiều quá rồi mà chưa đoán được à? Đặt niềm tin ở em đó hả? Bây giờ muốn mua A1, A2 bên kia không? Dạ, em mua A2. A2 bên kia bán nhiêu? Năn nỉ luôn, bán đi mà gấp quá rồi. 15 triệu thôi. Quá đáng. Giá đó là giá bị mắc quá. Ủa vậy hả? Người ta đã mua 2 ô trước đó rồi. Bây giờ này là phải giảm ô giá. Ô thứ 3 phải giảm giá. Này thấy không? Bên em toàn bèo bọt bán giá rẻ không á? 10 triệu. 10 triệu mà rẻ gì bà? Thôi 6 triệu đi anh. 6 triệu mua không? 6 triệu. 6 triệu mua luôn. Bán cái gì quên, bán cái gì? A2, A2. Bình tĩnh anh, bình tĩnh. Em cảm ơn anh. Không biết là bán cái gì luôn. Ủa. Nhìn mặt có vẻ là chưa đáng. Có vẻ căng thẳng quá. Em ơi, mặt sáng rồi. Em với ánh mắt em cho nó sáng lên, đồng với gương mặt đúng không? Lúc nào cũng sáng, tại em đã ra hết rồi đó em ơi. Ok. Kìa. Rồi. Nhưng đứng lên này kìa. Nhưng đánh chiên nè. Giờ nghe nè, tập nè. Rồi nghe nguyên câu nè. An 2 triệu. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành mận, leo vào leo ra. Không chốt chưa? Dạ chốt. Đành. Cái gì? Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành mận, leo vào leo ra. Chốt rồi. Thích ăn mận em. Em nó vần trời mận. Trời ơi, đọc không người ta đích. Đây là đáp án. Gì vậy? Bên kia gì vậy? Không, xin mình tôn trọng đối thủ. Đúng rồi. Đây là đáp án. Sai. Ôi, sai hả? Không biết luôn á. Đánh chiên hay không? Nếu không là bên kia làm lại đó. Nhanh, 5. Cười vô cố vô rồi không nhớ gì hết trơn. 4. Cười người ta. 3. Bây giờ đoán sai thì đoán làm gì? Không, để cho bên kia đoán lại. 2, cho sai tiếp. 1, sai. Hết giờ. Bên đây em còn cơ hội. Em chỉ sai một từ một thôi. Mua không? Hay mua lại bên kia? Em mua lại ạ. Mua. Bên kia bán không? B4. B4 ạ. Bán. Thôi mình đoán đi, mình đoán mình trả lời luôn đi. Tại vì bữa nãy anh hiểu không? Bữa nãy sai của em. Nãy 6 triệu rồi 5 triệu thôi. Đúng rồi, 5 triệu thôi được rồi. Thôi em phải 7 triệu chứ, làm sao mới cao em trước. Thôi 5 triệu thôi, anh giàu lắm rồi. Em biết từ này em đoán không có ra đâu. Vậy bán đi, để làm gì? Rồi 5 triệu rồi. Ok, 5 triệu đó. 5 triệu, bán. Để nào vậy? Đánh chiên. Cười cho nhiều vô vậy. Đi nào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cọc, leo vào leo ra. Chốt chưa? Dạ chốt. Đây là đáp án chính xác. Cái chữ này là cái chữ hiện ra trước mặt luôn á. Nhưng mà leo phải cành cọc là. Nhưng các bạn thân mến, bên đây nó có họ có chiến lược. Không phải suy nghĩ,
mà chỉ dùng mánh khóe. Dụ nhà bên kia mua đất đai tài sản của mình. Bây giờ đầu kia tư hết luôn. Bán hết. Bây giờ đầu kia tư hết ở nhà thuê luôn không? Thiệt, bên kia ta là đúng nhưng mà chưa chắc vốn liếng còn lại nhiều bạn. Đầu tư hết. Không, bọn em là tuổi trẻ mà bọn em trải nghiệm. Lên rồi không mang tiền là đây nè. Rồi. Mình giàu quá đây. Lưng, lưng. Ta kêu là gì không? Ngậm miệng ăn tiền. Đó, kết thúc vòng 2. Tài sản của hai gia đình như sau. Tuổi mộng mơ. Tài sản vốn liếng còn lại nhiều đây? Mình đầu tư quá nhiều vào bất động sản gia đình của Ngọc lên mà cũng không thu hồi lại được bao nhiêu, cho nên cuối cùng vốn liếng trong ngân hàng còn lại 23 triệu đồng. Vẫn còn hơn 3 triệu là giỏi. Riêng gia đình bên đây tuổi mới lớn, tài sản kết xù 48 triệu 500 ngàn đồng. Hai em giỏi lắm, xuất sắc trong cái vụ trả lời câu hỏi. Nãy giờ mấy cái câu khó khó vậy mà My này đoán ra luôn, anh cũng ngạc nhiên luôn á. Đó, rồi Dương cũng đoán ra phải không? Đoán gần chính xác, bị sai chút chút một từ thôi. Nhưng mà bởi vì đó là những dị bản, chúng ta không phải là đưa ra đáp án sai, mà là chưa trùng khớp với đáp án của chương trình. Cho nên mình vốn liếng còn lại có nhiều đó. Mình chia tay nhau đúng không? Sao cảm giác của hai em tới đây hôm nay thế nào, My? À, thực sự thì bọn em nói chung là thua tiền nhưng mà được cái là cũng trả lời được, nên là bọn em khá là hãnh diện đúng không? Dạ đúng rồi, hãnh diện. Mình nghèo là... nhưng mà được cái anh ta nói mình thông minh. Dạ, dạ. Trời, sao hình như nó có cái gì kỳ kỳ bên đây. Không, nhưng mà bên kia là ngồi mát ăn bát vàng như vậy là được rồi ạ. Vâng. Được rồi. Còn Dư thế nào em? Tại vì thực ra em nghĩ là cũng người ta gọi là học tài thi phận đó. Đó, nhưng mà có thể là bọn em giỏi cái vấn đề là đoán, nhưng mà cái vấn đề đầu tư bất động sản thì em không có kinh nghiệm. Bởi vì không bọn kinh em nghiệm. Đây, dạ, đã, bọn em có nêm nhăn nào đâu. Nhường cho người lớn tuổi đi tiếp cũng dạ. được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình và đội tuổi mới lớn. Các bạn sẽ bước vào vòng đặc biệt của sao hay chữ. Chào đón quý vị đến với vòng đặc biệt. Vòng này có tên là chinh phục bảng vàng. Vòng 3 chinh phục bảng vàng. Vòng 3 có 3 câu hỏi, tổng cộng có 42 ô chữ. Đội chơi được quyền mở 21 ô chữ. Thời gian vừa nghe gợi ý và vừa trả lời là 120 giây. Mỗi câu trả lời trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Nếu trùng khớp cả 3 câu, giải thưởng 100 triệu đồng. Mời các em nhìn lên bảng vàng. Vị trí mỗi câu mà được mở 7 ô. Dạ. Mở ô nào nào? A1, A2. Không, đừng A1, mình sẽ đoán được rồi. No. À, đừng A2 đi. 2, 4, 6. Là mình biết được à. 2, 4, 6, 3, 5, 7. Chủ nhật nữa. Rồi 2, 4, 6. Rồi ở dưới. Rồi 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Lấy số chặn hết vậy nè hả? Ừ. Hai câu dưới giống vậy luôn không? Rồi dưới em chọn đi. Vậy thì em sẽ chọn 1, 3, 5, 6. Không, 1, 3, 5, 6. Em bỏ thích 6 với 6. 1, 3, C1, C3, C5, C6. 1, 3, 5, 6. Rồi dưới cái câu trên nó có 6 chữ, mình lật 3 thôi. Ở dưới nó 8 chữ lận. Lỡ lật rồi nên lật tiếp. Giờ mình có chưa lật kể ta mà. Thôi kể đi, chiến thuật của em. Xem nó gì đây, xem nó gì đây. D2, D4, D6, D7. D2, D4. Ô nhiều quá rồi em, 8 ô rồi. Ôi. Bỏ bớt ô lại cho anh. D7. Bỏ D7. Bỏ trên đi, bỏ trên á. Rồi vậy hả, vậy em bỏ C3. Bỏ C3. Thêm D7. Dạ. Rồi ok. Tiếp câu cuối. Em E2, E4, E6. E2, E4, E6. F2, F4. F6. F6. F7 luôn. Ok, 2, 4, 6, 7. F2, F4, F6, F7. Rồi, đủ 7 ô nha. Bây giờ anh sẽ mở ô chữ và đọc gợi ý cho các em ở từng câu luôn. Các em muốn đoán câu nào trước cũng được hết nha. Mở ô chữ. Câu 1. Câu ca dao với ý nghĩa cuộc sống sẽ có nhiều sự bất ngờ mà con người ta không thể nào lường trước, và lòng người cũng có lúc sẽ thay đổi. Dò. Dò, nhớ biết chưa? Anh thấy dò. Dò sông. Dò sông, dò biển. Dễ dò. Mấy ai lấy thước, lấy thước mà đo lòng người. Chưa đúng. Nào, không phải. Dò sông, dò biển, dễ dò.
Nào, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Chốt không? Dạ chốt. Chính xác. Câu 2, câu ca dao là nỗi nhớ trong tình yêu đôi lứa. Nước non. À, nước non chung tình. Phải không? À, thì đọc đãi đi đúng không? Tính sao? Nước non ai nhớ gánh chung tình, nhớ ai? Ai nhớ? Ai nhớ ai? Ai nhớ mình hay không? Chăng. Nhớ thì giờ đọc hai đi. Rồi nước non ai gánh chung tình, nhớ ai, ai có nhớ mình hay không? Chưa đúng. Đó, chữ chăng là đúng rồi. Nước non ai gánh chung tình, nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng? Sai một từ. Hả? Gì vậy? Nước non. Nước non ai gánh chung tình, ai gánh tình, nhớ ai, ai, ai có, có. Ồ, nước, nước non. Non có gánh chung tình hả? Đúng không? Nước, nước non, non. Nước coi không, qua câu sau đi. Nước non có câu gánh. Câu ca dao đến cảm ơn của đấng sinh thành. Công cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ nhân. Công cha lớn lắm ai ơi, nghĩa mẹ sánh trời. Nghĩa mẹ hơn cả hơn, biển trời. Không không, hơn cả là dư chữ rồi. Bằng trời hả? Bằng trời. Chết rồi, không biết. Gần đúng, nhanh lên. Nước non. Nước non có gánh chung tình. Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng? Sai một từ. Hết giờ. Trời ơi, tức ra gần như là hết rồi, 99% rồi. Nước non một gánh chung tình, nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng? Ơn cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời, 9 tháng cưu mang. Nhưng mà mình cũng đoán được một câu: dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. 20 triệu đồng. Mời các em xuống đây. Hôm nay đội tuổi mới lớn, coi như là mình gặp rất nhiều may mắn. Nhưng mà hơi tiếc anh ạ. Hơi tiếc thật vì sai, lần nào em cũng sai đúng một chữ thôi. Nên là vậy đó. Vậy đó. Nhưng mà vui đúng không? Vui. Thật ra thì những cái câu này rất quen thuộc, nhưng mà trong cái thời gian rất là ngắn như vậy đó, tự nhiên cái thời gian nó chạy. Mình bị rối á. Mình bị cuốn theo, cho nên cái suy nghĩ của mình nó bị rối. Chứ thật ra là những cái câu này mình đã nghe quen thuộc rồi. Nên đó là điều rất là tiếc. Anh sẽ công bố cái số tiền thưởng mà em có được, em coi rối không nha. Dạ. 68.500.000 đồng. Yeah. Trời ơi, em tin lúa lần đầu tiên chơi game show mình nhiều tiền vậy. Nhớ hả? Ủa nhớ hả? Nhớ. Ủa anh tưởng quên chứ. Dễ gì. Cái tiền mà nãy giờ em tưởng đâu được 100 triệu đó là mình. Không, em tưởng là anh tiếc nuối xong cái anh quên luôn, có gì em lấy luôn á. Trời ơi. Rồi em giả mang thiệt luôn, ghê thiệt luôn á mi. Thiệt luôn á. Anh em sát cánh bên nhau từ đầu chương trình tới giờ mà vậy đó. Cảm ơn các em đã đến với chương trình Sao Hãy Chữ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Lê Nhân, diễn viên trẻ. Xin chào mọi người. Kế bên em người cũng thiệt trẻ nè. Xin chào mọi người, em là ca sĩ trẻ, em tên là Minh Châu. Bên đây chắc người mẫu trẻ hả? Cao Ngân, em có phải diễn viên trẻ luôn không? Xin chào tất cả mọi người,